Đây nha mọi người, em Trang chính thức mới giấy báo nên nhiều lúc em lu bu quá nên em không up cho mọi người ha. Đây nha, các anh chị em nào mà có ăn nhậu mà làm biến dọn dẹp á, mấy chị kia trải báo ra ha. Mình trải ra gì nè, bắt đầu mình dọn ra, mình ăn nhậu xong bắt đầu mình cuộn và mình đem bỏ ha, không có mất thời gian của mình ha. 15 cành một ký mọi người, đây em sẽ bán nha, mấy chị em nào mua 1 ký, 2 ký, 3 ký, nói chung là mua bao nhiêu mua 1 ký em nhận bán ha. Có cái mua tờ em muốn bán đâu, mua bông á thì em tặng luôn cho 1 tờ về lót nhậu nha mọi người. Đây là bó đôi nha mọi người, đây đây nha, em có bán lan nha mọi người. Đây là lan trắng nha, lan trắng ha, hàng mới vừa về tới nha mọi người, lan ký thì bên kia ha, em có bán đôn luôn nha mọi người. Nếu anh chị em nào mà có mua về nhà cắm cho tiết kiệm á thì mọi người mua luôn ha. Có lãng hoa này nha, lãng hai tầng, lãng dần tròn ha mọi người. Đây nha, có bán giấy cuộn nha. Đây mấy chị nào thích mua cái này ha, mua cái này thì cứ alo em nha. Thật sự em bán nhiều món lắm, em bán nhiều món quá nên em quên giới thiệu với mọi người là cái gì em cũng có bán nha. Mấy chị muốn mua là em bán hết, cái gì miễn có 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, nói chung là có tiền là em đều bán đó. Đây là Bico cho mọi người, hàng em mới vừa về có ha. Đây là Bico ha, đây là hàng A nên mọi người khỏi sợ móc nha. Còn nếu mà mấy bạn nào mua hàng B thì em không nói, nhưng mà hàng A này nó không móc nha mọi người. Đây nhà trắng tinh luôn, có bán shop luôn ha, bán lá luôn nha mọi người. Mấy chị nào mua gì thì em cũng có bán nha. Đây có bùn chuối luôn, chuối này nè chín rồi nè, mấy bạn mà không mua thì mình làm chuối chưng mình ăn luôn nha. Đây đủ rồi, có giấy báo nhưng mà mấy bạn ơi nhớ nghe, 15 cành 1 ký ha. Báo này rất là dày nha mọi người, đây báo này rất là dày nha, làm bộ đồ vẫn được luôn mà, thấy không? Tại chợ An Châu, Châu Thành, An Giang nha, đối diện cà phê Ga Phước Hưng nha mọi người, kế sạp với cây kim hồng nha. Đây mấy chị nè, cái gì em cũng có bán nha mọi người, bye bye mọi người nha.